đội nữ thành phố Hồ Chí Minh y đánh rơi chiến thắng. Chạm trán Thái Nguyên T và T, 3 điểm là mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh y để tăng tốc trong cuộc đua ngôi đầu. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Chi đã không thể hoàn thành. Tâm điểm vòng 6 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia là cuộc đụng độ giữa thành phố Hồ Chí Minh y và Thái Nguyên T và T. Trước trận, cả hai đội đều đang sở hữu 10 điểm và dẫn đầu cuộc đua tranh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Với kinh nghiệm và dàn lực lượng đồng đều hơn, đại diện đến từ thành phố Hồ Chí Minh chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự ép của đội nữ thành phố Hồ Chí Minh y được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 23 từ đường truyền của Bảo Châu. Thủy Trang xử lý khéo léo loại bỏ hai cầu thủ phòng ngự đối phương rồi dứt điểm chuẩn xác đưa đội nhà vượt lên dẫn trước. Sang hiệp 2, quyền chủ động trên sân vẫn thuộc về thầy trò huấn luyện viên Kim Chi. Tuy nhiên, sự thiếu sắc sảo trên hàng công khiến họ không thể có thêm bàn thắng nới rộng khoảng cách, không thể tận dụng các cơ hội có được, nhà vô địch bất ngờ phải nếm trái đắng trong khoảng 10 phút cuối trận. Thái Nguyên T và T được hưởng một quả phạt đền sau tình huống Mỹ Anh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11, Thùy Trang của đội bóng xứ trẻ không bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận, qua đó hai đội phải chấp nhận chia điểm ở cuộc đụng độ này. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm so tài, Thái Nguyên T và T có điểm khi chạm trán thành phố Hồ Chí Minh y. Với kết quả hòa như trên, đại diện đến từ thành phố mang tên Bắc tiếp tục giữ vững ngôi đầu với cùng 11 điểm như Thái Nguyên T và T, nhưng nhỉnh hơn về chỉ số phụ. Ở cặp đấu sau đó vài giờ, Hà Nội y đã xuất sắc đánh bại Phong Phú Hà Nam với tỷ số 2-0, với 3 điểm trọn vẹn giành được. Đại diện thủ đô đã vươn lên vị trí thứ 3 sau vòng 6 với 10 điểm. Tại lượt trận tiếp theo, Hà Nội y sẽ chạm trán Thái Nguyên T và T 16 giờ ngày 24 tháng 9. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh y sẽ tranh tài với Phong Phú Hà Nam 18 giờ 30 ngày 24 tháng 9.